Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường nói trong phúc có họa, trong họa có phúc. Vận vật thay đổi khó lường nên bình tĩnh trước mọi sự trong đời mới là cách hành xử của người trí tuệ. Xem tử vi năm 2021 cho thấy rằng có một số con giáp sẽ ứng với câu nói này. Tuy phạm phải hình thái tuế nhưng vẫn gặp được may mắn. Cho nên con giáp đừng bi quan do phạm phải thái tuế. Bởi trong cuộc sống, khi gặp chuyện xấu thì đừng nên bi quan, thống khổ. Trái lại, khi gặp chuyện vui cũng đừng quá vui mừng. Mất thì không ưu phiền, được thì không đắc ý. Cũng giống như trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến hóa vô cùng, sâu xa, không thể lường được. Vậy để có thể nắm rõ hơn về vận trình của con giáp này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tuất trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Tuất năm 2021 phạm hình thái tuế dẫn theo tuế sát, phá mã, án kim đích sát, thái âm, cầu giải sát, vận trình tương đối ảm đạm. Hung tinh quyền thiệt mang đến sự tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn sức lấy thị phi, liên quan đến tòa án. Các hung tinh cũng sẽ khiến các bản mệnh gặp trục trặc trong mối quan hệ với anh em, họ hàng, sẽ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình. Nếu không cẩn thận, còn gặp nhiều tai họa ảnh hưởng đến thân thể. Tâm sinh lý bất ổn mà ảnh hưởng nhiều đến bản thân mình. Quả túc khiến tinh thần sa sút, vận thế suy sụp. Rào sát tương ngộ chuyện xui, gặp nhiều rủi ro, công việc gặp khủng hoảng. Người tuổi Tuất trong năm Tân Sửu nếu có thể đủ tỉnh táo để nhìn nhận cục diện thì dù không thể trốn tránh cũng đừng quá mức liều lĩnh. Nếu lúc gặp khó khăn phải hết sức bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Bạn phải tin tưởng luôn có một con đường sống dành cho các bạn, sau cơn mưa trời lại sáng. Năm Tân Sửu 2021, thái tuế Sửu Thổ gặp kiếp tài, thiên can Tân Kim gặp thương quan, đều là hung tinh. Nhưng kiếp tài đại diện cho cạnh tranh, thường đối diện với kẻ tiểu nhân, dù gặp phiền toái nhưng sẽ dễ khiến tuổi Tuất tăng tính cạnh tranh, khả năng chống chọi với áp lực, khiến cho bạn rèn luyện được bản lĩnh của chính bản thân mình. Thương quan tinh đại diện cho thông minh, kỹ năng, tài nghệ, cho nên ở năm 2021 bạn có thể phát huy được các khả năng của mình để tiếp tục phát triển. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Tuất sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Tuất qua tất cả các phương diện. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, tuổi Tuất năm 2021 có thương quan, thái tuế Sửu Thổ gặp kiếp tài, phạm hình thái tuế, cho nên sự nghiệp gặp nhiều khủng hoảng. Trong công việc sẽ gặp tiểu nhân bị đối thủ cạnh tranh phá đám. Đồng thời, bạn cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, tâm lý không ổn định, có mâu thuẫn với cấp trên hoặc dễ sinh tâm lý kích động, ảnh hưởng đến con đường thăng quan, tiến chức. Năm 2021 có hung tinh quyển thiệt xuất hiện, nó sẽ khiến cho chúng ta gặp thị phi miệng lưỡi, có tranh chấp ý kiến với cấp trên. Đồng thời, năm nay công ty cũng gặp nhiều sự biến đổi với nhân viên trẻ hơn. Đồng thời năm nay, công ty cũng gặp nhiều sự thay đổi với lớp nhân viên trẻ hơn. Cho nên, những người tuổi Tuất có tư tưởng bảo thủ thì cần phải đề phòng việc bị đào thải. Đối với người tuổi Tuất mới đi làm, bạn không cần quá quan tâm đến vấn đề lương thưởng, tiền bạc
hãy cố gắng trau dồi kinh nghiệm của bản thân ở công ty. Năm nay, mệnh chủ cũng gặp nhiều bất lợi nếu tham gia vào các cuộc thi cử, bầu cử cũng như trong các mối quan hệ xã giao với mọi người. Mối quan hệ với cấp trên không tốt, bản mệnh khó được trao cơ hội để thể hiện bản thân mình, cũng không có không gian để phát triển năng lực đúng với mức mong đợi. Công việc không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhụt chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, sơ suất trong công việc, mà hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Hãy nắm bắt từng cơ hội dù ít ỏi để chứng minh, thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo một chỗ đứng vững chắc cho mình, tạo nền tảng cho những phát triển sau này. Cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng quy trình, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Thêm một lời khuyên cho bản mệnh trong năm 2021 là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ càng kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ, cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Khi lựa chọn đầu tư, không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Năm 2021, do phạm phải hình thái tuế nên sự nghiệp của bản mệnh không mấy khả quan. Chính vì vậy mà các thầy gia cát khuyên những người tuổi Tuất hãy đeo pháp khí vòng tay là tam hợp quý nhân. Vòng tay sẽ chiêu cát lành và chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông, thuận lợi và thành công. Mở ra nhiều cơ hội, may mắn và chiêu tài, chiêu lộc cho tuổi Tuất. Về tài lộc, năm 2021 có thái tuế sửu thổ là kiếp tài cùng với tuất thổ phạm hình thái tuế cho nên gặp rủi ro bị liên lụy anh em, bạn bè. Ngoài ra, bạn còn phạm hình thái tuế mà phá tài, nguy cơ gặp tiểu nhân hãm hại, các mối quan hệ giao tiếp cũng xấu dần đi. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn sẽ bị đối thủ giành trước cơ hội, sẽ chịu tổn thất. Vì thế, trong thời điểm này, tuổi Tuất chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cũng không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Tử vi năm 2021 dự báo tuổi Tuất phạm hình thái tuế, chẳng những không kiếm được tiền mà còn gặp rủi ro phá sản, công việc không ổn định mà thất nghiệp, tiền bạc cũng chẳng thu vào được là bao. Bên cạnh đó, các mối quan hệ có thể bị phản bội, cho người khác mượn tiền không trả. Nên kiếm thêm việc làm thêm, thu nhập từ nghề tay trái sẽ ổn định và vững vàng hơn. Góp ít thành nhiều, tích tiểu thành đại. Chăm chỉ làm đụng thì tất cả sẽ có được một khoản kha khá để cuộc sống được dư giả. Đặc biệt là từ những người kinh doanh buôn bán hàng, chỉ cần tranh thủ dùng tâm, bất luận là mở rộng khách hàng mới hay là việc tăng ngạch tiêu thụ đều có chỗ giành được lợi ích. Ngoài ra, do năm nay tiểu hao và cấu giảo chiếu mệnh nên trong năm nay mệnh chủ sẽ có những hao tổn lớn trong tài vận. Cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tiểu tiết để tránh trường hợp thất thoát tài lộc ngoài ý muốn. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai đó quá dễ dàng. Do gặp phải thái tuế mà con đường sự nghiệp không có gì khởi sắc, tài lộc cũng vì thế mà không thể khá hơn. Để có thể kích hoạt tài vận, bạn hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Khi mang theo bên mình pháp khí, bạn sẽ chiêu mời quý nhân phù hộ cho con giáp để mọi kế hoạch cũng như mọi dự định để cải thiện và phát triển tài lộc. Vòng sẽ khiến bạn chiêu tài lộc, tăng may mắn và tăng cơ hội cho sự phát triển trong năm 2021. Về mặt tình duyên, tử vi tuổi Tuất năm 2021 dự báo bạn gặp thái tuế sửu thổ nhưng không gặp đào hoa mà lại phạm hình. Cho nên, đối với mối quan hệ với những người khác giới, chủ yếu là xuất hiện mâu thuẫn, thị phi, còn nhân duyên thì vô cùng tệ. Bạn cũng khó lòng thỏa mãn hay hiểu ý được đối phương. Bản thân muốn lâm vào trạng thái bị động, tìm cách tương đối cố chấp của người tuổi Tuất năm 2021 cũng là một rào cản cho sự phát triển các mối quan hệ tình bạn. Năm 2021, tuổi Tuất có gặp Thiên Đức Tinh
là một ngôi sao may mắn âm thầm trợ lực nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển vận thế. Tuổi Tuất độc thân, tuy nhìn bên ngoài có vẻ đào hoa, nhưng thực ra chẳng hề gặp được ai mà phù hợp với mình. Người thích bạn thì không phù hợp với bạn, người bạn thích lại không có ý định tiến tới với bạn. Cho nên, tình duyên năm 2021 của tuổi Tuất thực sự là tử lộ, chỉ có đường cụt mà thôi. Đối với người đã kết hôn thì có thể bị thế giới bên ngoài hấp dẫn. Hôn nhân lại khiến bạn cảm thấy tù túng và bắt đầu yêu thích những thứ mới lạ. Cho nên, chúng ta cần phải tỉnh táo hơn trước chuyện tình cảm năm 2021. Có thể thấy, dù được gặp Thiên Đức Tinh nhưng mà tình duyên của tuổi Tuất vẫn không có gì tiến triển. Chính vì vậy, để hỗ trợ Thiên Đức Tinh cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bạn hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp tình cảm lứa đôi ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, tuổi Tuất trong năm 2021 thì bạn gặp nhiều khó khăn, nhiều hung thần xuất hiện khiến cho bạn gặp nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm 2021 thì tuổi Tuất cần phải chú ý đến tay chân, có những vấn đề họa huyết quang, có thể bị thương mà bản thân tâm lý của bạn cũng có vấn đề. Năm 2021 tới, tuổi Tuất hạn chế lái xe với tốc độ cao, một số nguy hiểm tai nạn xe cộ, va quệt có thể xảy ra với sự chủ quan của bạn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của giải sát khiến cho bạn gặp nhiều tình trạng về bệnh lý cũng hay va đập hơn, cho nên cần phải chú ý đường đi di chuyển. Tử vi năm cũng khuyên bạn hạn chế thức ăn đêm, cũng hạn chế thức ăn đồ ăn bên ngoài để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày. Đối với người lớn tuổi thì chúng ta nên dành thời gian để đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều này đã vô cùng cần thiết. Nó sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên chính xác đối với tình trạng sức khỏe hiện tại để chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Ngoài chú ý đến chế độ ăn uống, đi khám định kỳ thì về mặt sức khỏe, thầy Gia Cát cũng khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp bạn đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên, địa, nhân, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh tránh được hung thần gây ảnh hưởng đến cơ thể bạn. Vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, mâu thuẫn và xua đuổi tiểu nhân quấy phá trong năm nay. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin hữu ích để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.